yêu cầu đối với việc lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân được quy định như thế nào nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong mục hỏi đáp về bầu cử ngay sau đây Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, quê quán, nơi ở hiện nay, trình độ, nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác của người ứng cử và một số thông tin bổ sung khác như Ngày vào đảng là đại biểu Quốc hội hay đại biểu Hội đồng Nhân dân các khóa nào chưa? Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo từng đơn vị bầu cử, được xếp theo vần chữ cái ABC tổ chức phụ trách bầu cử cần ghi đúng họ và tên đã khai trong hồ sơ của người ứng cử trường hợp họ và tên khai sinh của người ứng cử khác với họ và tên thường dùng hoặc người ứng cử có chức vị pháp danh pháp hiệu theo tôn giáo thì tại phần ghi họ và tên người ứng cử trong danh sách người ứng cử họ và tên khai sinh được viết trước họ và tên thường dùng hoặc chức vị pháp danh theo tôn giáo viết sau và được đặt trong giống hoặc đơn không cần ghi bí danh hoặc các tên gọi khác chỉ sử dụng trong phạm vi hẹp hoặc đã lâu không còn sử dụng trong các trường hợp này, việc ghi họ tên người ứng cử trên danh sách người ứng cử hoặc trên phiếu bầu cử có thể viết liên tục trong một dòng hoặc thể hiện thành hai dòng liền nhau, nhưng phải có cùng kiểu chữ, cỡ chữ như họ và tên của những người ứng cử khác trong cùng danh sách. Trường hợp họ và tên của những người ứng cử có phần tên giống nhau thì căn cứ vào phần họ để xác định thứ tự, trường hợp phần họ cũng giống nhau thì căn cứ vào phần tên đệm Trường hợp trùng hoàn toàn cả họ tên và tên đệm thì xếp theo ngày tháng năm sinh, người nào có ngày tháng năm sinh sớm hơn thì được xếp trước. Tuy nhiên, các ủy ban bầu cử cần lưu ý không bố trí sắp xếp hai người ứng cử có họ và tên trùng nhau trong danh sách những người ứng cử ở cùng một đơn vị bầu cử để tránh gây nhầm lẫn cho cử tri. Người ứng cử đại biểu Quốc hội chỉ được ghi tên vào danh sách chính thức những người ứng cử ở một đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính nào thì cũng chỉ được ghi tên vào danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân ở một đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân ở cấp tương ứng trên địa bàn đơn vị hành chính đó